Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 882 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 881 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Lê, bạn Lâm Trúc Linh và bạn Nhật Đan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra vào năm mà bạn đang học lớp 5. Lúc đó bạn vẫn còn ở dưới Vĩnh Long và hiện tại bây giờ thì bạn đã 29, 30 tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể á, là hồi đó đó là bạn ở chung với ông bà nội, ba mẹ và người chị gái của bạn. Thì do bạn là con trai cho nên đó là tính tình của bạn rất là phá phách, rất là hiếu động. Và khi đi học á, là bạn hay gẹo những người bạn nữ ở trong trường, hay gẹo con người ta dữ lắm các bạn. Với lại bạn có một cái tánh xấu đó là la cà. Khi mà trường đánh chống về là không bao giờ bạn về thẳng nhà liền đâu Mà bạn sẽ ở lại bạn chơi với lại những đứa bạn khác Chơi cho đã rồi phải về Mà khi mà về như vậy là lúc đó đã trễ Đã 5 giờ mấy gần 6 giờ tối rồi các bạn Nhưng mà do là ông bà nội với ba mẹ của bạn không có la Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy Bạn đều về trễ như vậy cả thì từ nhà của bạn mà đến trường của bạn á, là phải đi một cái đoạn đường, đoạn đường này không xa mà nó cũng không gần và cái đoạn đường này á, là à, nó rất là vắng các bạn, à, không có nhà cửa nhiều, cây cói nha và có vài ngôi mộ nhưng mà do bạn đi quen rồi cho nên bạn cũng chả sợ gì đâu. Thì do là cái đoạn đường không xa không gần Cho nên đó là có bữa bạn đi học á Bạn đi bộ Có bữa thì đi bằng xe đạp Thí dụ như bữa nào mà đi bộ á Là tới chiều á là những đứa bạn của bạn Sẽ chở bạn về giùm ha Thì nói chung á là cái cuộc sống của bạn Nó cứ như vậy Không có gì đáng kể cả, cả Nhưng cho tới một hôm cái hôm đó đó là khi mà đánh trống ra về, bạn lại tiếp tục á là không có về nhà liền mà la cà ở lại trong trường ha. Sau khi chơi cho đã rồi bạn mới về. Và cái lúc bạn về á là bạn về chung với lại hai người bạn khác, ba thằng đi trên ba chiếc xe đạp. Thì khi mà về về cái đoạn đường để về nhà đó là đang chạy như vậy tự nhiên á bạn thấy có một đứa con gái mà do lúc đó là trời chưa có tối hẳn Cho nên đó là bạn có thể thấy rất là rõ Và bạn thấy rằng đứa con gái này á là nó mặc cái bộ đồ đồng phục của trường bạn Nó đang đứng ở bên vệ đường vậy đó Thì lúc mà bạn nhìn thấy nhỏ này Do cái tính bạn hay gẹo mấy bạn gái nữa Cho nên bạn mới nói với hàng kia Bạn mới nói rằng á Ê, hai đứa bay Hai đứa bay thấy nhỏ đó không Thì hai này nhìn cũng thấy thì bạn mới nói ủa sao nhỏ đó giờ này á là gần tối rồi mà nó lại còn đứng ở đó ta để tao hả gẹo đó để tao gẹo đó rồi coi á nhà nó đâu chở nó về giùm bạn mới nói với hàng kia vậy thì khi mà chuẩn bị chạy ngang qua cô này á thì bạn ngừng lại còn hai anh bạn của bạn á thì chạy thẳng luôn nó chạy lên một khúc rồi nó mới ngừng xe lại để mà nó đứng nó đợi bạn thì cái lúc mà bạn ngừng lại bạn ngừng ngay cái cô bé này thì bạn thấy rằng cô bé này mặc đồ đồng phục của trường bạn nè rồi gương mặt rất là xinh xắn gương mặt tròn trịa gương mặt cái xoan môi trái tim dễ thương dữ lắm rồi cái bạn mới hỏi bạn hỏi rằng á là à bạn ơi sao giờ này á là bạn còn đứng đây mà bạn không về sao giờ này bạn còn đứng đây mà tại vì cái đoạn đường này nó vắng dữ lắm các bạn không có nhà cho nên bạn mới thắc mắc như vậy bạn ơi sao bạn hả là giờ này còn đứng đây mà bạn không về Nhà của bạn ở đâu à, Để mình đưa bạn về nha Bạn lên đi mình chở bạn về Là bạn nói vậy Nhưng mà khi bạn nói vậy thì cô bé này không trả lời bạn Nó nín thinh thôi nó dòm bạn Nhưng mà nó nín thinh nó không trả lời cả vốn gì cả Thì bạn đứng mà bạn thấy rằng nhỏ này nó không trả lời Cho nên trong bụng bạn bằng cọc lên Bạn mới nghĩ rằng là nhỏ này Sao mà mình hỏi mà nó không trả lời ta Là bạn nghĩ trong bụng vậy nhỏ hả kỳ ghê kệ mày bắt đầu là bạn thấy nó không trả lời bạn mới hả tiếp tục bạn đạp xe đi tiếp thì khi mà đạp xe đi tiếp ha là đi bắt đầu nói chuyện với lại hai bạn kia nhưng mà đi hồi sao cái tự nhiên đó là bạn cảm thấy là mắc tiểu cho nên đó là bạn mới nói với hai kia rằng ê tụi bay tao mắc tiểu quá tao mắc tiểu ngừng lại tiểu cái thì thay vì mình đi tiểu á là mình ngừng lại mình dựng cái xe đó xong mình đi lại cái vệ đường mình tiểu thôi là cái chuyện bình thường tiểu hoặc là tiểu vô gốc cây là chuyện bình thường nhưng đằng này á là khi mà bạn ngừng lại đó bạn dòm thì bạn thấy rằng á là mình ngừng đi vô một chút xíu là có một cái ngôi mộ mà tự nhiên không biết làm sao bạn nói rằng trời chắc là do cái lúc đó cái tính tình phá phách quá và làm mà không có suy nghĩ các bạn cho nên đó là thay vì mình mình đứng đó mình tiểu đi còn không bạn không làm vậy mà bạn lại quyết định bạn đi vô ngay chỗ cái ngôi mộ đó đó các bạn leo lên mộ của người ta bạn mới tiểu vô ngay cái đầu mộ của người ta các bạn tưởng tượng đi bạn không có tiểu ngoài mà bạn leo vô trong cái ngôi mộ đó bạn đứng ở trên mộ mà bạn tiểu vô ngay cái đầu mộ của người ta bạn làm như vậy đó các bạn thấy coi được không sau khi tiểu xong bạn mới ra xe đạp bạn về thì chạy hồi cũng về tới nhà cái lúc mà về tới nhà rồi ha là bắt đầu á là bạn nói dừng cái xe ở ngoài xong rồi đi vô vừa bước một chân vô nhà ăn cái bạn xỉu cái đùng không biết gì cả vừa mới bước một chân vô cái cửa nhà thôi xỉu cái đùng cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á là trời đã tối rồi khi mà bạn tỉnh dậy bạn thấy ông nội của bạn mà bạn kể ông nội của bạn á là hồi xưa là thầy lỗ ban rất là hay các bạn và khi mà mở mắt ra thấy ông nội của bạn á là ông nội chửi quá trời luôn ông nội chửi bạn quá trời luôn vừa mở mắt ra nhìn ông nội cái ông nội chửi chửi hả dạ, dạt tới tấp vậy đó bạn không biết Ủa, chị, sao tự nhiên ông nội chửi con chuyện gì ông nội chửi con cái hả là ông nội mới hỏi rằng á là ông nội hỏi con nè tại sao á là mới nãy á, là con đi học về rồi con thấy á, là con nhỏ con gái đúng không? Con thấy con nhỏ con gái đúng không? Thì bạn mới nhớ lại Cái bạn mới nói Dạ con thấy nhỏ con gái Nhưng mà à, con ngừng lại con nói chuyện với nó Mà nó không có nói chuyện gì với con hết trơn á Con kêu để con chở nó về Mà nó cũng nín thinh à Cho nên con đi về luôn Cái bắt đầu nội la tiếp nó mày á Hả? Nói chuyện với người ta Người ta không nói chuyện thôi thì đi về đi Tại sao mày về mà mày hả là còn hả là à, mắc đái á mà mày không có đái ở bình thường ở hả là dễ đường đi hoặc là đá vô gốc cây đi. Mà đằng này mày lại leo lên mộ, mày đái xuống ngay cái đầu mộ của người ta là sao? Là sao hả con? Bắt động nội la la quá trời luôn. Thì lúc đó hả là bạn mới gãi đầu gãi cổ tại cái lỗi của mình mà, tự nhiên mình làm cái chuyện vô duy như vậy cho nên bạn đấy. Con cũng biết nữa. Ờ, uh, thì Ừ, không biết sao tự nhiên con làm như vậy nữa nhưng mà chắc là do con nít đó các bạn cho nên nó là bạn không có ý thức được cái hành động của mình đó là xấu cho nên nó là bạn cứ gãi đầu gãi cổ bạn nói con cũng không biết nữa nội con cũng không biết nữa thượng nội la bạn cho một chập một chập ừ. nữa thì một hồi sau á là ba mẹ của bạn về ông nội mới nói ông nội nói rằng á là cái thằng quỷ này á là nó đi học nó đi học về hả nó gặp con nhỏ nó gặp con nhỏ xong rồi á là bắt đầu nó đái nó leo lên mộ người ta nó đái ngay cái đầu mộ người ta ông nội mới kể lại cái chuyện đó cho ba mẹ của bạn nghe thì lúc này bạn mới hỏi ông nội nó ủa ông nội à, mà sao lúc con về con xỉu con đâu có kể cho ông nội nghe đâu mà sao ông nội biết thì ông nội nói rằng á là cái lúc mà nghe xỉu cái đùng á ông nội mới chạy ra thì thấy là bạn nằm bạn té bằng xỉu rồi ông nội mới rinh bạn vô phòng mà trong cái lúc mà ông nội cúi xuống Ông nội rinh bạn vô phòng Thì ông nội thấy có một đứa con gái Nó đứng ở ngoài sân Mà nó mặc cái bộ đồ đồng phục của trường bạn luôn Nó ôm cái cặp mà nó đứng nó gục cái mặt vậy nè Thì ông nội thấy do ông nội của bạn đó là thầy lỗ ban Ông nội biết rồi Ông ông nội biết rằng con nhỏ đó là ma Thành ra là ông nội mới rinh bạn vô phòng Xong cái ông nội mới đi ra Ông nội mới lấy nhang Ông nội đốt khấn vái làm sao Cái ông nội mới bước ra ngoài sân nói chuyện với nó ông nội nói với nó thì nó mới kể lại cho ông nội nghe nó nói rằng là bạn như vậy như vậy như vậy đó và cái ngôi mộ mà bạn đã leo lên bạn đái đó là ngôi mộ của con bé này cho nên đó là con bé này nó theo bạn về nhà nó theo bạn về nhà và khi mà bạn đi vô nhà đó thì do là ở trong nhà ông nội của bạn á là thầy lỗ ban mà cho nên nó là trong nhà cũng có âm binh nè rồi cũng có tổ tiên cũ quyền thành ra là cái lúc mà bạn bước vô nhà đó là con nhỏ này nó kéo nó lôi bạn ra nó lôi bạn ra nhưng mà do là trong nhà bạn á là phần âm cũng mạnh thành ra người ta lôi bạn vô con nhỏ này thì nó không dám bước vô nhà nó lôi bạn ra người ta lôi bạn vô thành ra lúc đó là bạn sẽ một cái đùng bạn không biết gì cả thì ông nội mới kể lại vậy và khi mà kể lại vậy ba mẹ bạn cũng la quá trời luôn tại sao con lại làm như vậy trời ơi Tự nhiên mày hả mày mày đái gì mà kỳ cục vậy? La quá trời la luôn. Nhưng mà sau đó đó là ông nội có cúng cho bạn, rồi ông nội có đưa cho bạn một cái sợi dây chuyền. Ông nội kêu bạn rằng là đeo cái sợi dây chuyền này đi, không sao đâu, ông nội cúng cho nó rồi, nó cũng không có đi theo con nữa đâu. Thì bắt đầu cuộc sống lại trôi qua bình thường. Bạn nghĩ rằng Ờ ừ, chắc là xong rồi đó, ông nội đã cúng cho mình và con nhỏ đó đi rồi đó. Do lúc đó bạn cũng còn nhỏ, bạn cũng không có để ý nhiều các bạn. Cho nên đó là cái cuộc sống nó trôi qua bình thường cho tới năm mà bạn học lớp 6 đó là vào năm 2003. Thì lúc này á là gia đình của bạn chuyển lên trên Sài Gòn. Là không ở dưới quê, không ở Vĩnh Long nữa, chuyển lên Sài Gòn. Và khi chuyển lên Sài Gòn á thì bắt đầu từ năm mà bạn học lớp 6 là bạn đã học trên Sài Gòn rồi cho tới khi mà bạn học cấp 3 đó là bạn học tại một cái trường nội trú thì nghĩ là trường hàng thuyên ở bên phú Nhận. là bạn nói rằng đó là bạn học trường nội trú ha là tới thứ bảy bạn mới về thứ bảy chủ nhật chiều chủ nhật á là sẽ chạy vô trong trường hoặc là sáng thứ hai sẽ chạy vô trong trường ở lại trường cả tuần vậy đó nhà của bạn lúc đó mẹ của bạn mua một cái nhà ở bên quận bình thạnh bạn học bên phú Nhận các bạn thì bạn nói rằng đó là cái học lực của bạn tuy rằng bạn có phá thì phá thiệt nhưng mà học lực của bạn rất là tốt nói chung là bèo bèo cũng học sinh tiên tiến học sinh giỏi chứ không phải là tệ hoặc là trung bình đâu thì khi mà bạn hả là học lớp 10 trường hàng thuyên ha xin lỗi bạn không có nói trường hàng thuyên nhưng mà thi nghĩ là trường hàng thuyên đó là khi mà bạn học lớp 10 học lực rất tốt cho tới năm mà bạn học lớp 11 á, tới giữa năm học lớp 11 tự nhiên bạn học xa xúc vô cùng Bạn nói rằng tự nhiên lúc đó cái trạng thái của em rất là kỳ Là em không có muốn học Em không có muốn học Cứ hả là cái đầu óc nó cứ lơ đỡ Nó làm sao đâu đó Mình không có muốn học Rồi riết rồi đó là cái học lực nó xa xúc xa xúc xa xúc xuống Nó thành trung bình Thành trung bình cái mỗi lần mà về nhà Bạn nói với ba mẹ Bạn nói mẹ ơi con không muốn đi học nữa đâu Mẹ cho con nghỉ học đi thì lúc đó mẹ của bạn cũng dễ lắm, mẹ của bạn mới nói rằng bây giờ á là à, thôi nếu mà con không muốn đi học nữa đó thì à, thì thôi con ráng đi. Con ráng học hết năm nay rồi năm sau, năm sau là học lớp 12. rồi con ráng đi rồi hả có gì á mẹ sẽ tìm một cái trường nghề cho con học. Là con vừa học lớp 12, con vừa học cái trường nghề đó cho tới khi mà học tốt nghiệp lớp 12 rồi tốt nghiệp tú tố tài rồi thì mình cũng có cái nghề thì có gì mình hả là học thêm nghề rồi mình đi làm luôn là mẹ của bạn khuyên bạn dạy năn nỉ bạn dạy thì bạn cũng đồng ý nhưng mà thiệt sự lúc đó là bạn học không vô nó lơ đễn vô cùng luôn kỳ cục lắm mà trong khi bạn đang là học sinh tốt học sinh khá giỏi mà tự nhiên bây giờ học không vô các bạn cứ vô hả là tật ngơ phất phơ là, là lơ phất phơ vậy đó cứ học cho qua ngày vậy đó ha thì vào thời điểm đó do bạn cũng biết yêu sớm cho nên đó là khi mà bạn học lớp 11 á là bạn đã có bồ rồi. Cô bạn gái của bạn học chung trường và cô bé này quê Gia Lai, nhà ở bên quận Gò Dấp. Thì lúc mà quen nhau là hai đứa nói chung là khi mà học chung trường rồi tới cuối tuần về thì tối thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật cũng đi chơi, đi uống cà phê với nhau là chuyện bình thường. Cho tới khi mà nghỉ hè, Lúc đó là nghỉ hè năm lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 á Thì do là cái năm đó cô bé bạn gái của bạn không có về Gia Lai Bình thường á là hè nó hay về Gia Lai lắm Nhưng mà bây giờ nó lại không về Gia Lai Nó ở lại Sài Gòn Thì hôm đó nó mới rủ bạn á là Anh hôm nay qua nhà chị bà con của em chơi Thì bạn cũng đi Bạn cũng đi và nhà của cái người chị bà con của cô bé này á là ở bên quận 3 ngay chỗ chung cư Nguyễn Thiện Thực á các bạn thì lúc mà hai đứa qua bên đây khi mà qua là do là cô cô này cũng chưa có lên nhà cái người chị đó lần nào cho nên nó là cũng không có biết đường lên mới gọi điện mới kêu chị ơi chị em tới rồi em tới rồi chị xuống hả là rước em lên đi chứ em không biết nhà chị đâu bắt đầu á là cái chị đó cũng xuống mà chị đó thì nói chung là cũng còn trẻ tầm khoảng hai mấy ba mươi ba mấy tuổi là cùng thôi các bạn chị này á là đạo thiên chúa nha mà chỉ làm ở trong uh, giống như là ở trong quận 3 người ta có cái uh, uh, đi tìm hài cốt liệt sĩ á, là chị nằm ở trong cái đoàn đó chị là cái người hay đi tìm hài cốt liệt sĩ thì cái lúc mà chị này ở trên nhà chị mới xuống để mà chị đón hai đứa lên đó thì tự nhiên lúc đó chị nhìn bạn rất là kỳ bạn nói rằng đó là không biết làm sao lần đầu tiên gặp chị mà chị nhìn em kỳ lắm chị nhìn em có cảm giác em giống như là hả cái người mà ngoài hành tinh quái thai quái thú hoặc là cái mặt em có dính cái gì đó chị nhìn em rất là kỳ luôn kỳ dữ lắm mà cái lúc mà chị nhìn em nhìn 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 vậy nè rồi khi mà đi gửi xe xong rồi đi lên trên nhà của chị á chị đi trước hai đứa em đi sau mà khi mà chị đi trước á chị cứ quay lại chị nhìn 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 chị liếc em kỳ lắm chị liếc em kỳ lắm mà do cái tính của em á là tính rất là cọc tính cọc dữ lắm cho nên đó là khi mà thấy bị nhìn một cái cách khó chịu như vậy thì thành ra là trong lòng trong dạ của bạn bạn cũng bực bội ủa sao tự nhiên mắc gì cái bà này bà nhìn mình cái gì mà thấy ghê vậy? nhìn mình làm như mình là hả là người ngoài hành tinh lại gì nhìn dữ vậy mà nhìn liếc 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 nữa nhưng mà do là chị của bạn gái chị bà con của bạn gái cho nên bạn này ráng kịp chế bạn tính rằng đó là kệ đi có gì á là khi nói chuyện thân thân rồi á mình hỏi bả coi sao thì bạn nói rằng suốt cái hả là đoạn mà đi lên trên lầu á là chị này cứ nhìn kỳ lắm khi lên tên tới lầu rồi mở cửa vô nhà khi vô nhà ngồi nói chuyện hồi sao thì chị đó mới nói chị đó mới nói rằng đó là em nói với bạn em em biết mới nãy á là sao mà chị nhìn em không ờ, em biết làm sao không thì lúc đó bạn mới đang suy nghĩ trong bụng mà bắt gì chị này nhìn mình vậy cái bạn mới nói dạ dạ à trời ơi chị nhìn em là em sợ không chết em tính rằng ở nói chuyện thân thân á em mới hỏi chị mà sao chị nhìn em vậy chị thì chị đó nói với bạn rằng đó là chị nhìn á không phải là nhìn em mà là nhìn con bé nó đi sao em con bé đó nó cũng cỡ tuổi em á mà do là à, bây giờ em vô nhà chị rồi trong nhà của chị á thì có bàn thờ chúa chị này người hả là đạo công giáo là con bé này nó không vô được nó không vô được nó đang đứng ở ngoài cửa nó đợi khi nào em ra thì nó đi theo em tiếp mà chị nói em nghe con nhỏ này á nó có hai cái răng nanh rồi thì cái lúc mà bạn nghe cái chị này nói thì do bản thân bạn là do ông nội của bạn hồi đó là thầy lỗ ban thầy bùa lỗ ban cho nên nó là có nhiều người bị vong theo ma nhập rồi đó người ta hay đến nhờ ông nội giúp là bạn cũng có chứng kiến nhưng mà lúc đó là bạn còn nhỏ rồi sau này bản thân của bạn bị cái vụ mà mà bạn té xỉu đó tuy rằng bạn thấy nhưng mà bản thân của bạn cũng đã bị qua cái chuyện tâm linh rồi cho nên khi mà nghe chị này nói là bạn tin liền nhưng mà có một cái do là cái lúc đó cái lúc đó mới học có chuẩn bị lên lớp 12 mới 17 tuổi thôi cho nên đó là bạn vẫn còn là suy nghĩ nông cạn lắm bạn không có suy nghĩ sâu sắc đâu khi nghe chị này nói thì bạn cũng ôi vậy hả chị vậy hả chị chị thấy vậy thiệt hả chị thì chị này nói thiệt tao thấy vậy thiệt đó à, xong cái hả là chị nói rằng á là nhỏ này chắc là nó theo em chắc cũng lâu rồi quá chắc cũng lâu rồi quá xong cái hả là bạn gái của bạn á mới nói rằng á là bạn đang học tốt dữ lắm tự nhiên á là bị học xa xúc á cho nên á là chị này nói chắc là nhỏ này nó 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 phá giống như là cái đường học của bạn đang sáng mà nó che để cho cái đường học của bạn mờ đó cho nên nó là nó khiến cho bạn như vậy. Thì chị có nói rằng đó là nhưng mà chị á thì không có đủ cái sức để mà có thể giúp đỡ bạn. Nhưng mà hả đợi tới hả là sau này đi rồi hả là đợi tới 18 tuổi. Nói vậy đó là ngay cái lúc mà 18 tuổi, ngay sinh nhật 18 tuổi là sẽ có quế nhân xuất hiện để mà giúp cho bạn chị nói như vậy giống như thầy bói các bạn ha là chị nói rằng tuy rằng chị không có cái sức để mà giúp cho bạn hả là trừ được cái dông đó nhưng mà chị sẽ hả là giống như là chị có cái cách để mà hả cho bạn có thể học mà bình thường trở lại không có bị sa sút nữa thì chị này mới hả là làm cái gì đó nhẩm 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 cái gì đó bạn không biết xong rồi bạn cũng về và khi về do là còn nhỏ cho nên ham chơi ham chơi các bạn cũng quên chuyện đó bạn không có kể lại cho mẹ bạn nghe xong khi mà lên lớp 12 học suốt năm lớp 12 sinh nhật của bạn là vào ngày 12 tháng 12 là trùng sinh nhật cái thi thi cũng 12 tháng 12 bạn kể rằng khi mà vô lớp 12 là bắt đầu là tháng 9 tháng 8 là bắt đầu vô học đúng không Xong rồi bạn học cũng bình thường nhưng mà cũng không phải là khá giỏi như hồi xưa Nhưng mà đỡ hơn hồi năm lớp 11 thì bạn kể rằng là cái hôm mà sinh nhật của bạn là ngay cái ngày chủ nhật Mà bình thường là ngay cái trưa thứ bảy khi học xong trong trường là sẽ về Học sinh trong trường sẽ về hết về nhà rồi tới chiều hoặc là sáng thứ, Chiều chủ nhật hoặc sáng thứ hai sẽ vô trường trở lại học bánh, học nội trú mà các bạn Thì bạn kể rằng là cái hôm mà thứ bảy là ngày 11 tháng 12 Thì cái hôm đó là bạn gái của bạn mới nói rằng là anh À, hôm nay á là hôm nay là đi lên gọi giáp đi là nhà của bạn gái của bạn cũng trên gọi giáp nhưng mà bạn gái của bạn nói rằng hôm nay á là à, đi lên gọi giáp chị của em anh nhớ chị của em không thì bạn mới ngồi cái nhớ cái bạn gái nói chị của em á là kêu á là hôm nay lên gọi giáp đi à, sẽ hả là đi gặp sư phụ của chị của em sẽ giúp cho anh thì khi mà nghe cô bạn gái nói như vậy là trong cái đầu bạn tâm lý của bạn chuẩn bị ừ là trưa mình về nhà mình tắm rửa mình thay đồ mình ăn uống xong xuôi rồi mình sẽ qua mình rước bạn gái của mình đi đó là trong cái tâm thế bạn chuẩn bị như vậy nhưng tới cái lúc mà ra về á thì bạn gái của bạn mới nói rằng đi luôn đi luôn cái bạn nói, ủa đi luôn hả không về chè tắm rửa ăn cơm à, không nói với mẹ thì bạn gái nó thôi đi luôn đi đi luôn đi chị em kêu đi liền chị em kêu đi liền xong cái hả là cũng đi là có nghĩa là từ trường đi thẳng lên gò dấp luôn mà trường của bạn ở phú Nhận đi lên gò dấp mà cái chỗ đó là chỗ hả là lê đức thọ bạn kêu á là lên lê đức thọ thì bạn nói nha khi mà đi á là bạn có cái xe ông đa à, sáng thứ hai chạy vô trường gửi xe ông đa đó trong bãi xe nhà trường cho tới trưa thứ bảy đi về là sẽ lấy xe ông đa về thì bạn chở bạn gái bạn vừa ra khỏi trường một cái khoảng chừng mấy chục mét tự nhiên bánh xe của bạn bị sẹp tự nhiên bánh xe bạn bị sẹp cho nên bạn nghĩ chích cha cán đinh rồi cho nên hai đứa mới dắt lại ngay chỗ cái chú sửa xe thì chú này mới moi cái ruột xe ra thì mới thấy rằng bị cán đinh bị lũng hai lỗ cho nên đó là chú nói rằng là cái cái ruột xe này mới thì do mẹ của bạn mới thay cho bạn thì chú mới nói rằng là cái ruột xe này mới thôi để chú giá chú giá cho thì khi giá xong cũng bơm lên bình thường bắt đầu trả tiền trả tiền xong hai đứa mới đi hai đứa mới đi thì bạn nói rằng đi mới được chừng ba chục mét ba chục mét tự nhiên nó sẹp tiếp nó sẹp tiếp các bạn bắt đầu hả sẹp hai đứa xuống đó nó nói, trời đất coi mình mới giá mà trời không lẽ hả là là bị bể nữa bị sẹp nữa trời cái bạn gái bạn kêu thôi mình chưa đi xa mới có mấy chục mét à vẫn quay ngược lại để mà cho cái chú đó kiểm tra lại thì khi mà quay ngược lại mới kêu cho chú ơi chú chú ơi xe của con sao ờ, mới nãy chú giá mà bây giờ nó sẹp nữa rồi thì chú mới nói ủa sao kỳ vậy để hả chú lo ra chú kiểm tra thì cái lúc lo ra kiểm tra là không có lũng không có bị cái gì cả không có lũng không có bị gì cả chú nó ủa đâu bị gì đâu cái bơm lên bình thường bơm lên bình thường các bạn thì lúc đó mới đi nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do chú quên dặn ngay chỗ cái giòi quên dặn chắc lại cho nên nó mới xì ra thì khi mà đi thì kỳ này á, là đi xa hơn đường chút Đi tầm khoảng chừng được mấy trăm mét Ờ à, Đi hả? Không, không Đi tới ngay ngã tư Phú Nhận á, bạn nói vậy Đi tới ngay ngã tư Phú Nhận tự nhiên bây giờ nó sẹp tiếp Nó sẹp tiếp các bạn Thì sẹp tiếp không chạy được Hai đứa nó ủa trời đất ơi sao kỳ vậy Sao kỳ vậy mới nãy kiểm tra rồi đâu bị gì đâu sau giờ sẹp nữa bắt đầu lại tiếp tục dẫn vô trong một cái hả là chú cũng giá xe kêu chú hả là kiểm tra coi sao khi mà chú đó đem ra đó thì chú nói rằng là cái ruột xe nó nát hết trơn rồi chú nói vậy đó cái ruột xe nè con coi nè cái ruột xe của con nát hết trơn rồi mà trong khi cái ruột xe mới bạn mẹ của bạn vừa mới thai cho bạn với lại cái chú mới nãy nói rằng ruột xe này mới cho nên chú chỉ giá thôi mà bây giờ chú này mới đưa đưa là thấy cái ruột của bạn nát hết trơn cái ruột xe của bạn nát hết trơn chú nói rằng cái ruột này nát hết trơn con ơi con phải thay cái ruột mới thôi thì phải thay thôi chứ làm sao cho nên nó là phải thay cái ruột đó xong rồi cũng bơm lên bình thường căng bình thường ha cái chạy đi bạn nói rằng chạy đi được một khúc nữa thì tiếp tục bị sẹp tiếp Tiếp, tiếp tục bị sẹp tiếp trò lúc đó bạn quạo nha mà do trời chưa nó nắng á các bạn rồi cứ dắt xe nãy giờ dắt mấy lần rồi cho nên bạn quạo cái hả là xẹp tiếp các bạn nói trời ơi cái gì vậy xong cái lại tiếp tục dẫn vô trong một cái tiệm sửa xe thì khi mà loi ra người ta nói không có gì gì hết tự nhiên xe bị xẹp vậy không xì lỗ mọt không bị lủng liếc gì hết người ta cũng bơm lên cho hai đứa rồi bắt đầu hai đứa lại đi thì khi mà đi á là đi tới cái đoạn đường phạm văn đồng bây giờ hồi đó thì chưa có đi tới cái đoạn đường phạm văn đồng bây giờ nè nó lại á, là tiếp tục á, là bị tắt máy các bạn tắt máy thì trong khi xăng á, là bạn đã đổ đổ đầy đổ đầy xong rồi chạy vô trường là nguyên một tuần lễ không hề chạy xăng còn nguyên trong đó mà bây giờ không còn một giọt xăng nào cả chỗ lúc đó bạn rất là quạo bạn rất là cọc bạn nói trời chị tưởng tượng đi lúc đó hai ba giờ mấy tiếng đồng hồ nó cứ như vậy hoài lúc đó là cũng khoảng hả là hai giờ mấy ba giờ chiều rồi mà trời lúc đó nó miền nam của mình nó nắng nữa cho nên em quạo dữ lắm em quạo dữ lắm mà trong khi xa thì em mới đổ thể là hồi thứ hai đầu tuần em đấu chạy nguyên tuần học không đấu đâu đấu đâu, đi đâu đâu mà bây giờ hết xăng như vậy thì bạn tức rồi bạn mới nói rằng thôi dẹp không đi nữa không đi nữa đâu xong cái bạn mới đẩy đi kiếm cái chỗ đổ xăng thì khi mà đổ xăng xong lúc đó là 3 giờ bạn mới nói với bạn gái thôi không đi đi về thì khi về thì lại bình thường các bạn bình thường bạn chở bạn gái bạn về xong xong rồi á là bạn mới về nhà của bạn bên quận bình thạnh khi về á là mẹ bạn mới hỏi hỏi rằng á là uh, sao mà mà bình thường á là con về á là sớm là lúc mà về á là cũng 11 giờ mấy ha 12 giờ là về tới nhà còn đằng này ha hôm nay 3 giờ ba giờ mấy mới về tới nhà là sao thì bạn mới kể lại cho mẹ của bạn nghe thì mẹ của bạn mới nói thôi vậy vô ăn cơm đi ăn cơm rồi tắm rửa đi thì bạn nói là bạn cũng vô ăn cơm tắm rửa tới tối hôm đó là đi qua bên nhà của bạn gái trên gò dấp á rồi rước bạn gái đi chơi xong rồi về cũng ngủ thì khi mà ngủ cho tới sáng hôm sau bạn gái của bạn xuất hiện rất là sớm ở nhà của bạn chỉ mới có 6 giờ 6 giờ hơn 6 giờ 5 6 giờ 10 vậy thôi mà bạn gái của bạn á là đã đi xuống dưới nhà bạn hỏi mẹ bạn á là bạn đâu mẹ bạn nói rằng nó đang ngủ trên lầu á bạn gái của bạn chạy lên trên phòng của bạn kêu bạn dậy kêu dậy kêu bạn quá trời luôn kêu dậy 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 anh ơi anh anh dậy hả cái bạn mới la thư làm cái gì bạn gái bạn tên thư làm gì trời ơi hôm nay cuối tuần cho người ta ngủ đi mà làm gì em qua sớm quá vậy thì bạn gái mới nói rằng là dậy đi dậy đi chở em đi ăn sáng chở em đi chơi tại vì ngay bữa đó là ngay cái ngày sinh nhật của bạn 12 tháng 12 hai chở em đi chơi mua quà cho anh nè dậy đi dậy đi mà bạn nói nha, bạn nằm ha bạn nướng nướng khoảng tiếng sau là tầm khoảng chừng 7 giờ rưỡi á thì bạn mới đánh răng rửa mặt thay đồ xong rồi hai đứa mới đi hai đứa đi ăn sáng bình thường lắm xong cái bạn gái mới kêu rằng á là à, em hả là có chuẩn bị quà cho anh à, bây giờ á là đi lên lấy quà em đặt người ta rồi đi lên lấy quà cái bạn gái của bạn chỉ đường chỉ đường thì bạn cứ đi 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 vậy đó đi cho tới ngay cái hẻm trên đường lê đức thọ hẻm 243 hay hai ba bốn gì do là thời gian cũng mười mấy năm bạn quên rồi bạn kể rằng tới cái hẻm đó bạn gái kêu quẹo vô khi mà quẹo vô bạn cũng không biết bạn cứ tưởng trong đầu bạn cứ tưởng ừ là đi lấy quà thôi nhưng mà khi quẹo vô chạy chút xíu rồi tới ngay chỗ số nhà là thấy Chị của bạn gái của bạn, chị bà con đang đứng ngay chỗ trước cái cửa nhà, đang đứng đợi hai đứa. Thì lúc đó bạn mới biết rằng, à, lên gặp chị của nhỏ này. Nhưng mà do là bạn không có biết, cho nên bạn đi rất là suôn sẻ Trong khi hôm qua biết á, thì đi không có được. Nó cứ cả sực cả lụi, cả sực cả lụi. Thì bây giờ mới biết là cái nhà đó là của sư phụ của cái chị đó. Thì lúc đó hả là chị đó mới nói, nhớ chị không em? cái bạn nói giả dớ, dạ nhớ cái chị mới nói hôm nay chị đưa em gặp sư phụ của chị đây nè quế nhân của em sẽ giúp cho em nè em vô em gặp đi thì lúc đó mới dẫn bạn vô mà bạn kể rằng là cái người này cũng đạo chúa luôn các bạn người này thì nằm trong cái cái bang mà tìm hài cốt liệt sĩ của quận gò vấp người này đạo chúa cũng bốn mươi mấy tuổi rồi cũng không có lớn đâu bốn mấy tuổi chưa tới năm mươi tuổi cái lúc mà đi vô á là cái cô này cười với bạn nói chung là không hề nói một cái gì cả không hề nói gì cả cái cô này mới nói rằng á là à, vô đây đi con vô đây cái bạn cũng vô bạn cũng vô xong cái hả là bắt đầu nha mới kêu bạn gái cái cô này á mới kêu bạn gái của bạn con á con đi ra ngoài đầu đường con mua cho cô cuốn tập trắng vô đây cuốn tập học sinh đó các bạn kêu á là đi mua cái cuốn tập trắng vô đây còn kêu bạn á là con á thì đi vô trong nhà trong ở trong phòng tắm á con vô trong đó có cái thao con hứng nửa cỡ nửa cái thao nước con bưng ra đây cho cô lúc đó bạn cũng đi vô bạn hứng nửa thao nước lúc này á là khi bạn vừa đi ra thì bạn gái bạn cũng mua tập vừa mới vừa vô luôn xong rồi á là cô mới lấy cái cuốn tập đó cô mới để kêu để cái thao nước đó ha cái cô lấy cuốn tập cô mới rút cái tờ giấy đôi cái chi tiết này bạn nói rằng nghe thì nó hư cấu nhưng mà thật một trăm phần trăm luôn là cái cô này á mới mở tập ra bắt đầu rút cái tờ giấy đôi hả là trong tập học sinh đó các bạn giống như mình làm bài kiểm tra đó là cô này rút một cái tờ giấy đôi rồi bắt đầu cổ mới mở banh cái tờ giấy đôi ra mới bỏ vô trong cái thao nước xong rồi bỏ vô thao nước thì các bạn biết rồi cái tờ giấy đôi để thao nước thì nó nó nó, nó banh ra vậy nè Xong cái cô mới kêu rằng đó là Con á, con dán cái quần lên đi Con dán, con dán cái quần á là cao hết cỡ luôn Mà lúc đó bạn mặc cái quần tay Là kéo lên nó qua khỏi cái đầu gói Cô kêu là cứ dán đi dán Mà chừng nào hết dán được thôi là Bạn săn, bạn kéo lên Thì nó qua khỏi đầu gói một chút Xong cái cô mới nói bây giờ nha Cô kêu sao, con làm vậy Bắt đầu hả là cổ mới kêu rằng là bây giờ con bước vô con bước vô một chân mỗi một chân của con á là để thí dụ như tờ giấy đôi banh ra vậy thì mỗi một chân để một bên mỗi một chân để một bên thì lúc đó bạn mới leo vô theo lời của cái cô này bắt đầu bạn leo vô ha bạn leo vô cái bạn đứng đó đứng đó xong cái cổ mới cô này thì đạo chúa cho nên mình cũng không biết rằng là cổ đọc kinh thánh hay là đọc cái gì mình không biết nhưng mà bạn nói rằng cô này đọc nhẩm 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 cái gì đó đọc trong miệng nhẩm, nhẩm 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 gì đó ha xong cái cổ mới cúi xuống cổ mới lấy cái nước ở dưới cái thao á cổ mới kéo cái nước cổ rửa từ ở trên cái đầu gói của bạn cổ rửa xuống cổ rửa cổ lấy cái nước cổ hất lên cổ rửa cổ vuốt, vuốt 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 từ cái đầu gói chân hai cái đầu gói chân của bạn cổ vuốt, vuốt 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 xuống ha sau một hồi xong rồi á thì cổ mới kêu bạn rồi xong rồi con bước ra đi thì lúc đó là bạn mới từ từ bạn bước ra thì khi mà bạn bước ra đó là cô này mới lấy cái tờ giấy đôi đó để lên trên bàn thì cô mới kêu bạn á bây giờ từ từ lúc đó là có chị họ chị bà con của bạn gái của bạn có bạn gái của bạn luôn là bạn gái của bạn lúc đó là nó xài cái điện thoại N92 á các bạn thời mà còn Nokia đó là có cái quay phim đó là hả lúc đó nha bạn gái của bạn có quay phim lại nữa là bắt đầu khi mà cô này để cái tờ giấy đôi lên trên bàn thì bình thường các bạn bây giờ các bạn thử lấy tờ giấy đôi các bạn nhúng vô nước đi là nó sẽ ướt đúng không nó sẽ ướt rồi khi mà mình vớt lên là nó sẽ hả là một hồi sau khi mà nó khô thì nó sẽ nhăn 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 lại nó không có còn phẳng lì như là cái tờ giấy đôi bình thường thì lúc này cô này dớt lên để anh bàn không hiểu sao cái tờ giấy đôi rất là nhanh khô một chút xíu xa là nó khô khóc luôn các bạn khô như là cái tờ giấy bình thường vậy đó. xong cái hả là mà nó thẳng nó thẳng y như là mình vừa rứt ở trong tập ra vậy đó không có dấu hiệu gì là nước no gì cả bắt đầu khi mà dòm từ 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 thì bên cái cái chỗ mà bạn để chân trái á là bên chỗ này tự nhiên hiện lên một cái khuôn mặt mà cái khuôn mặt này á làm xương sẩu giống như là cái đầu lâu vậy đó nhưng mà có tóc có tóc và có hốc mắt có mũi có miệng mà cái miệng á thì có hai cái răng nanh dài đưa ra vậy nè là bạn thấy rõ ràng kiểu bạn giật mình ai cũng giật mình hết còn cái bên mà để cái chân phải bạn để lên á là cái bên này nó hiện lên hai cái cục đen thui hai cục đen thui thì lúc này cô này mới hỏi bạn rằng á là con có biết á là có nhỏ theo con nó theo con lâu rồi đây nè cô đã trục nó ra bây giờ cô nhốt nó vô trong cái tờ giấy này cô này nói vậy đó cô nhốt nó vô trong cái tờ giấy này nè cô nhốt nó nè bắt đầu cô mới chỉ là cái con nhỏ cái cái gương mặt mà xương sẩu đó đó có răng nanh đó là con nhỏ đó còn hai cái cục này con biết là gì không thì bạn lắc đầu bạn không biết thì cô này nói hai cái cục này á là hai cái dông nam cũng theo con dông nam này là anh em với con một người á là anh của con một người á là em sinh đôi của con thì thí dụ như cô mà nói anh của con thì bạn biết tại vì bạn có một cái người anh hai anh đó là cùng mẹ khác cha với bạn là anh này mất hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ dữ lắm hồi xưa nhà của bạn tới giờ vẫn còn làm lò bánh mì là hồi đó nhà của bạn làm lò bánh mì nhưng mà thô sơ hồi xưa thì anh của bạn ngồi nhào bột á các bạn trong cái lúc nhào bột á thì xài cái đàn giấy tóc xong cái đàn giấy tóc tự nhiên nó nó nó, nó, nó hạ nó bị hả sụp cb gì đó xong cái bắt đầu nó 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 tắt tắt điện thì lúc đó anh của bạn vừa mới nhúng nước tay để nhào bột á thì anh lợi anh gạt cái 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 cb lên thì anh bị điện giật điện giật chết tại chỗ luôn là anh bạn biết có cái người anh đó thì cô nói là anh đó theo bạn Còn cái người em sinh đôi là ai Ủa bạn đâu có anh em sinh đôi gì nào, nào đâu Cái bạn nói Ủa con đâu có anh em sinh đôi gì đâu cô Có mình con, con có một người chị Người anh đó thì con có thì đúng thiệt Nhưng mà con có một người chị với lại tới con Chứ con không có anh em sinh đôi gì hết Thì cô này mới kêu bạn rằng nó là về Con hỏi mẹ con đi à, Hai cái cục đan này Một là anh của con Hai á là người em sinh đôi của con á con về con hỏi mẹ con đi thì cô nói rằng á là cái con nhỏ này nó theo con lâu lắm rồi nó theo con lâu dữ lắm rồi đó nhưng mà có một cái á là có phải trên người con có đeo một cái gì đó lâu thiệt là lâu rồi hay không thì bạn suy nghĩ một hồi bạn mới nhớ lại cái vợ sợi dây chuyền của ông nội của bạn ông nội của bạn hồi đó là thầy bùa lỗ ban đã cho bạn đeo cái cọng dây chuyền đó thì bạn mới nói dạ dạ đúng là con đeo cái cộng dây truyền của nội con cho con mà nội của con mất hồi đầu năm con học lớp 11 nội nội của bạn đã mất hồi đầu năm con học lớp 10 mình bạn này học lớp 11 các bạn thì cô kêu tháo cái cộng di truyền đó ra thì lúc mà bạn tháo ra xong cái bạn mới hả là à, nhớ lại cái chuyện hồi đó mình thấy nhỏ đó rồi mình đái lên trên mộ của nhỏ đó vậy đó thì bạn mới kể lại cho cô đó nghe thì cô này nói rằng đúng rồi Nhỏ này nó theo con từ nhỏ ờ, Nó theo con đó là do con đái lên trên mộ của nó Nó ghét Nó theo con cho nên nó là nó muốn bắt con Vào đúng cái ngày sinh nhật của con là ngày hôm nay nè Ngày hôm nay là con đúng 18 tuổi là nó sẽ bắt hồn con Để mà hả loi nó hả là loi con theo nó Nhưng mà hơn nó là bây giờ không sao nữa rồi Do là hồi đó ông nội con là thầy mà ông nội của con á làm bùa cho con đeo làm bùa vô trọng khí kiền này nè là cho con đeo con đeo rồi trong khoảng thời gian mà ông nội con còn á là ông nội con hả khi còn á là cái bùa của ông nội còn hiệu nghiệm cho nên con nhỏ này nó không có theo con được thành ra con thấy bình thường nhưng cho tới cái lúc mà ông nội con mất đó là vào năm đầu học lớp 11 hả là mấy cái tháng đầu tiên nội con mất á thì từ khi nội con mất là con nhỏ này bắt đầu nó trở lại, nó theo con tiếp. Nó theo con tiếp là lúc đó là các bạn thấy không? Đầu năm hả lớp 11, ông nội của bạn mất thì tới giữa năm lớp 11 là bạn bắt đầu chán nản. Bạn không muốn học, bạn học hạ hành là trển mãn, là xa xúc vô cùng là do nhỏ này theo. Thì nó muốn bắt con ngay cái ngày sinh nhật lên 18 tuổi của con, đúng 18 tuổi của con nhưng mà bây giờ là không sao đâu cô sẽ hả là giúp con xong cái hả là cô này là không biết cũng nhẩm 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 cái gì vô cái cộng di truyền của bạn đó rồi á là cô nói với bạn rằng con về con nói với mẹ con á là về phần vong của anh và em của con á thì mẹ con yên tâm đi cô sẽ là giúp cho hai anh em này á là đi theo chúa sẽ trở thành con chiên quan đạo bên chúa con yên tâm đi còn về vong của cô bé này cô cũng sẽ giúp con sau đó là cô này nhẩm 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 vô trong cái cọng dây nhưng mà sau khi nhẩm xong cổ không có đưa lại cọng dây cho bạn mà cổ lại gói cái cọng dây đó vô trong cái miếng giấy đôi đó cổ gấp cái miếng giấy đôi đó lại xong cái cổ gói cái cọng dây vô đó cổ bỏ cọng dây chính giữa xong cổ gói cái miếng giấy đó lại rồi cổ bỏ vô trong một cái bịch rồi sau đó hả là cổ nói rồi xong rồi Không sao nữa đâu à, Cô giúp được con vậy là tốt rồi Con về đi không sao đâu Thì lúc này bạn đi về Trên đường về trời ơi Bạn rất hoang mang Trời sao mà Nó xảy ra cái chuyện như vậy với mình Lúc đó bạn đang học lớp 12 Xảy ra cái chuyện như vậy với mình Bạn về bạn kể cho mẹ bạn nghe Nhưng mà trước khi kể Là bạn hỏi mẹ bạn trước Bạn hỏi mẹ mẹ Ủa mẹ à, Con có người em sinh đôi hả mẹ Cái khi mà bạn hỏi cái câu đó mẹ bạn hết hồn nó ủa ai nói con biết thì mẹ bạn mới kể lại cái chuyện ở ờ, con đi gặp cái người sư phụ của chị bà con của bạn gái con vậy đó là đã giúp con trong cái việc này cái bạn mới đưa cái điện thoại n chín hai chín bảy gì của bạn gái bạn á, là đưa cho mẹ của bạn coi coi xong mẹ của bạn rụng rồi tay chân mẹ của bạn nói rồi đúng rồi đúng là hả con có người em sinh đôi hồi đó lúc mà đẻ hai anh em con á là lúc đó là con mới có chưa được một tuổi mới có mấy tháng thôi thì cái người chị của bạn á là lúc này cũng lớn cho nên hồi xưa thì gia đình nghèo dữ lắm thành ra hả là à, ba mẹ của bạn á là mới đi làm bánh mì á các bạn rồi đi bán dạo á xong rồi á là mới để hai bạn này để mà cho chị của bạn ở nhà đưa thì trong cái lúc mà chị của bạn đưa với cột hai cái cọng dây vô hai cái bằng hai cái chân của chị á kéo bằng cái chân, đưa ban đầu thì chị của bạn chưa buồn ngủ cho tới một hồi sau chị của bạn buồn ngủ cái ngủ gục ngủ gục cái hả là nó rớt cái chân xuống thì khi rớt cái chân xuống, giật cái nôi một cái là em của bạn nó rớt xuống giật cái nôi hay cái võng gì đó mà em của bạn nó rớt xuống khi nó rớt xuống nó chết tại chỗ nó chết tại chỗ cho tới mà chị của bạn cũng không biết luôn cũng ngủ luôn các bạn do cũng hả là mới có mới hơn 10 tuổi thôi thành ra ham ngủ nữa cho tới khi ba mẹ ông bà nội về rồi đó thì hả là mới biết rằng em hả là của bạn em sinh đôi của bạn đã mất rồi tím tái người rồi và do người ta nói rằng hả, là do hai anh em sinh đôi mà có một đứa mất như vậy thì cái đứa kia nó sẽ về nó lo cái đứa còn lại đi cho nên mẹ của bạn đã đốt hết hình rồi đốt luôn hả là đồ vật và không bao giờ nhắc tới cái người em đó không có để cho bạn biết luôn đồng thời là cũng không có muốn để cho chị của bạn là cảm thấy có lỗi nữa thành ra là không có nhắc tới là giấu bạn luôn vậy đó mà bây giờ là thầy đó nói cái cô đó nói vậy cô đó không phải thầy xin lỗi các bạn cô đó nói như vậy thì đúng thiệt như vậy xong rồi là mẹ kể lại cái chuyện đó thì sau đó là bạn hả là học hành bình thường tốt trở lại các bạn bắt đầu học lên uh, cao đẳng và sau đó đi làm bình thường thì uh, bạn gái của bạn uh, thì sau này uh, là đi định cư nước ngoài hai bạn đã chia tay nhau không biết rằng uh, là bạn gái của bạn có giữ cái clip mà bạn gái của bạn quay được cái ngày hôm đó hay không thì bạn không biết lâu lắm rồi không có nói chuyện thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở vĩnh long đã gửi về cho kênh chúng ta Do chính bản thân của bạn đã trải qua May mắn cho bạn Cái cô đó nói rằng là Ngay cái ngày sinh nhật của bạn đúng 18 tuổi Là con 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 vong đó đó Là nó sẽ đến để mà nó làm để cho bạn gặp tai nạn hay là cái gì đó để mà nó loi bạn theo thì may mắn hả là có cô này giúp đỡ cho bạn là quế nhân của bạn các bạn thì đây là cái câu chuyện hả do bạn nam đó đã trải qua gửi về cho kênh chúng ta thì khi mà nghe cái câu chuyện này chắc chắn thì biết rằng các bạn hả là đã rút được kinh nghiệm cho mình các bạn ha rồi mình cũng rút kinh nghiệm mình dặn con dặn cháu của mình các bé nhỏ nhỏ đó do là các bé không biết các bé không biết đâu nhiều khi á hả là mắc tiểu rồi bắt đầu á là đứng đi tiểu bạn này á là tự nhiên bạn đó là không biết làm sao bình thường em mắc tiểu em ngừng xe lại em tiểu một là bên gian đường hai là ngay gốc cây còn không biết làm sao hơn đó Không biết làm sao Tự nhiên đi lên trên mộ của người ta Tiểu ngay cái đầu mộ vậy đó Tiểu chọt vô đái ngay cái đầu mộ của người ta như vậy Thì khi mà tiểu như vậy Là con bé đó nó ghét Thành ra nó hận, nó đi theo bạn làm ô quế cái chỗ mà của nó yên nghĩ vậy đó. Thì thành ra khi mà nghe dạng chuyện như thế này thì các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân. Đồng thời có thể là dặn dò con cháu của mình là đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, đừng có đi bậy như vậy. Đi bậy như vậy mất công người ta quở mình, mất công thiệt thân mình các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi Một chuyện mà dài bốn mấy phút Cho nên đó là Thi ngưng tại đây các bạn ha Thi hôm qua á, là kể cái tập 881 Là các bạn nghe cái giọng của Thi nó khàn đúng không Còn ho à, thi đọc bình luận thì thấy có rất là nhiều bạn á, là nói thôi à, thi nghỉ thêm đi chừng nào khỏe rồi kể thì tính thì nghĩ rồi nhưng mà do hôm nay chuyện này hay cho nên nó là thi lại không có muốn nghỉ, thi là muốn kể cho các bạn nghe, cho nên nó là giọng hôm nay cũng chưa có được bình thường trở lại, các bạn thông cảm cho thi nghe. À, tuy rằng á là nó hơi dở nhưng mà chuyện hay các bạn ha. thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. chúc các bạn tối nay ngủ ngon. còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào